Chào mừng tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đã đến với kênh YouTube Minh Hạnh. Buổi học hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục với tiết 3, bài 10 trong quyển Toán lớp 5, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một like video và một đăng ký kênh nhé. Bây giờ cô và các em chúng ta sẽ đi vào các bài tập của tiết 3, bài 10. Bài tập số 1 yêu cầu các em chọn số thập phân thích hợp với cách đọc số thập phân đó. Chúng ta có cách đọc đầu tiên 415,2. Như vậy, các em nhìn số thập phân này có 415,2. Đấy, chúng ta đọc phần nguyên trước, sau đó đọc đến dấu phẩy và tiếp tục đọc phần thập phân. Như vậy, cách đọc đầu tiên các em sẽ nối đến củ cà rốt 415,2, củ cà rốt thứ 3 từ trên xuống. Sang cách đọc thứ hai 71,84. Chúng ta có 71,84. Như vậy các em sẽ nối cách đọc thứ hai này với củ cà rốt đầu tiên ở phía trên. Sang cách đọc tiếp theo 0,935. Chúng ta có 0,935. Như vậy chúng ta sẽ nối cách đọc thứ ba với củ cà rốt ở vị trí cuối cùng. Và còn lại 3,1416. 3,1416. Như vậy, cách đọc thứ tư này các em sẽ nối với củ cà rốt còn lại. Như thế, cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong, các em hãy dừng một chút để tiếp tục làm xong. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các em điền số. Cô có 7/20 chuyển thành phân số thập phân là bao nhiêu? Phân số thập phân là phân số mà có mẫu số là 10, 100, 1000, vân vân. Tức là mẫu số bắt đầu là chữ số 1, sau đó là các chữ số 0. Đầu tiên, chúng ta có phân số 7/20. Để đưa về mẫu số 100 thì 20 này phải nhân với 5. 20 nhân 5 để bằng 100 thì trên tử số các em cũng phải nhân với 5. Vậy lấy 7 nhân với 5 thì ở vị trí này các bạn sẽ điền số 35. Sang phân số tiếp theo 12/25. Muốn đưa về mẫu số 100. Ở đây mẫu số đang 25. Ta có 25 nhân 4 bằng 100. Dưới mẫu nhân với 4 thì trên tử số các em cũng phải đi nhân với 4. Vậy các em sẽ lấy 12 nhân 4 bằng kết quả bao nhiêu để các em điền vào đây? À, bằng kết quả 48. Sang phân số tiếp theo 4/125. Ta nhận thấy rằng trên tử số lấy 4 nhân với 8 để bằng 32. Tử số nhân với 8 thì dưới mẫu số các em cũng phải nhân với 8. Đấy, tử số nhân với bao nhiêu thì dưới mẫu số cũng phải nhân với số bấy nhiêu. Như vậy, lấy 125 nhân 8, ta được kết quả dưới mẫu số là bằng 1000. Như vậy, phân số 4/125 chuyển thành phân số thập phân, ta được phân số 32/1000. Ai chưa xong bài tập số 2, các bạn hãy dừng lại để tiếp tục làm xong. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 3 như sau. Chuyển phân số thập phân thành số thập phân rồi chúng ta đọc số thập phân đó. Đầu tiên, ta có 48/10. Các em sẽ viết cho cô bằng viết đúng bằng trên cái tử số này, viết bằng này, được chưa? Ghi số 48 được không nào? Ghi số 48 đã. Đấy, viết bằng rồi các bạn ghi số 48 đã. Nhìn dưới mẫu ở đây thấy có một chữ số 0, các em đếm từ phải sang. Lấy một chữ số, đếm một chữ số rồi các em đánh dấu phẩy. Như vậy, chúng ta được kết quả 4,8. Vậy, phân số
Đây chúng ta chuyển cái phân số 48 phần 10 về số thập phân là 4,8. Chúng ta sẽ đọc đó là 4,8. Tương tự, chuyển sang phân số 125 phần 100. Các em chưa chưa để ý đến dấu phẩy này nhé. Chưa cần để ý đến dấu phẩy này. Các em ghi bằng, đúng bằng số trên tử số bằng 125. Chưa để ý đến dấu phẩy. Sau đó, các em nhìn dưới mẫu có hai chữ số 0. Các em đếm từ phải sang 1, 2 chữ số. Các em đánh dấu phẩy cho cô. Như vậy, ta được kết quả 1,25. Cô đọc lại số này, 1,25. Chuyển sang phân số tiếp theo, 39 phần 1000. Các em sẽ viết bằng đúng ghi cái số 39 xuống đây cho cô. Ghi số 39 xuống đây cho cô. Bây giờ các em đếm này, 1, 2, 3 chữ số 0 ở dưới mẫu. Vậy các em đếm từ phải sang 1, 2. Ở đây không có chữ số, không có chữ số nào nữa thì các em thêm cho cô một chữ số 0. Vì không còn chữ số nào để đếm nên các em thêm chữ số 0 vào. Chúng ta đếm 1, 2, thiếu. Đến đây là hết rồi đúng không? Nên các em thêm chữ số 0 phía trước. Đấy, thêm 0 vào. Có 3 chữ số 0 thì chúng ta có 1, 2, 3 chữ số, các em đánh dấu phẩy. Phía trước không có gì, các em thêm chữ số 0 phía trước. Như vậy, ta được kết quả 0,039. 0,039. Các bạn đã hiểu cái cách để chúng ta chuyển từ một phân số thập phân sang số thập phân chưa? Những bạn nào mà chưa thành thạo thì các em hãy dùng một chút để thực hành cho nó thành thạo đi nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo như sau. Cô có bài tập số 4. Từ 4 thẻ, chúng ta có thẻ số 7 này, số 0, số 2 và dấu phẩy. Yêu cầu các em hãy lập tất cả các số thập phân có phần nguyên gồm 1 chữ số, phần thập phân gồm 2 chữ số. Ví dụ ở đây chúng ta có 7,02. Như vậy ở đây ta có các số thập phân gồm phần nguyên, có phần nguyên gồm 1 chữ số và phần thập phân gồm 2 chữ số mà chúng ta biết được. Đầu tiên là 7,02 theo mẫu của đề bài. Với chữ số 7 đứng đầu, kem viết 7,02. Và chúng ta viết được một số nữa, kem đổi vị trí của hai chữ số ở phần thập phân cho cô. Như vậy chúng ta viết được thêm đó là 7,20. Đấy là nếu chữ số 7 đứng đầu. Tiếp theo, nếu tấm thẻ chữ số 0 đứng đầu thì chúng ta có 0,27 hoặc 0, kem đổi chỗ hai cái tấm thẻ phía sau này thì chúng ta có là 0,72. Như vậy chúng ta viết được 4 số. Bây giờ nếu chữ số 2 đứng đầu thì chúng ta lại viết được thêm 2 số nữa. Đó là 2,70 và 2,07. Như vậy quy tắc ở đây, nếu chữ số 7 đứng đầu các em viết được 2 số. Nếu chữ số 0 đứng đầu các em viết được 2 số và nếu chữ số 2 đứng đầu các em viết được thêm 2 số nữa. Ta viết được tất cả là 7 số thỏa mãn yêu cầu đề bài. Trên đây, cô và các em đã vừa hoàn thành xong toàn bộ các bài tập của tiết 3 bài 10 trong quyển Toán lớp 5, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một like video nhé. Cô chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.